Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip speed test so sánh hiệu năng giữa hai chiếc máy. Ở bên tay trái bên đây là một con Galaxy A54 và ở bên tay phải là một con Oppo A78. Thì hai sản phẩm này đều có mức giá dưới 10 triệu. Tuy nhiên thì con này phân khúc nó cao hơn một chút xíu. Vậy thì hãy cùng thử xem là hiệu năng của nó có chênh lệch nhau nhiều hay không nha. Ok, vào việc thôi. Ok, bên phía tay này, tay phải nha, là con Oppo A78, còn bên này nó là con Samsung Galaxy A54. Đầu tiên thì mình hãy cùng xem là điểm AnTuTu của nó có cao hay không nha. A54 thì có điểm số cao hơn khá là nhiều so với Oppo A78. Tại vì về các bạn thì hai cái đó là hai phân khúc giá khác nhau. Cái bài so sánh hiệu năng này thì nó chủ yếu là để vui vẻ thôi. Các bạn đừng dựa vào đó để mà đánh giá là thiết bị nào mạnh hơn thiết bị nào nha. Tại vì đôi khi nó cũng sẽ không có chính xác hoàn toàn 100%. Con này thì sử dụng con chip là Exynos 1380, còn con này thì sử dụng con chip Snapdragon này. Đó. Snapdragon 680 nha. Đây. Con này dùng GPU là Mali G68, còn con này thì dùng Adreno 610. Hai con thì đều có dung lượng pin là 5000 mAh hết, camera chính là 50 MP. Con này thì nó sẽ nhỉnh hơn với camera selfie là 32, còn con này chỉ có 8 MP nha các bạn. Về cơ bản thì độ sáng màn hình mình đang để ở mức độ là gần tương tự nhau nha. Con này khoảng chừng 40%, con này 50%. Tất nhiên là tấm nền của A78 thì nó sẽ tối hơn chút xíu nha. Đó. Hiện tại thì mình đã kết nối chung với một cái mạng wifi nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình tắt máy khởi động lại. Là bước đầu tiên, speed test xem là mẫu nào nó sẽ có cái tốc độ nhanh hơn nha. Rồi, đây, mình sẽ cùng khởi động lại nha. Một con thì có mức giá bán là khoảng gần 7 triệu, còn một con thì có mức giá bán là khoảng 10 triệu. Đó. Xem là mẫu máy nào nó sẽ có cái tốc độ nhanh hơn. Những cái bài speed test này thì nó chỉ có mang tính chất là tham khảo thôi các bạn. Về cái nhu cầu thực tế của mỗi người nó sẽ là khác nhau nha. Một số bạn thì họ sẽ thích xài Samsung hơn bởi vì cái thiết kế của nó, rồi bởi vì cái sự đồng nhất về mặt ứng dụng, và thậm chí là nó chỉ đơn giản là quen thuộc thôi. Các bạn dùng Samsung, các bạn cảm thấy nó quen thuộc hơn thì mình sẽ dùng Samsung. Exynos 1380 với Snapdragon 680. Xem con nào hiệu năng tốt hơn con nào nha. Như vậy thì về mặt khởi động các bạn có thể thấy là Oppo đã giành chiến thắng với tốc độ khởi động nhanh hơn khá là nhiều nha. Samsung thì vẫn đang còn chưa khởi động lên màn hình chính nhưng Oppo thì đã lên rồi. Tắt hết ra nhiệt nha. Rồi Samsung thì cuối cùng cũng đã lên nha. Và chậm hơn Oppo khá nhiều các bạn. Một phần là do cái One UI thì nó khá nặng nề. Một phần mình nghĩ là do cái con chip Exynos thì nó không được hiệu năng nó không được ổn định lắm. Cá nhân mình thì các bạn nếu mà chơi game thì vẫn nên chọn Snapdragon ha. Còn nếu mà các bạn sử dụng với những cái nhu cầu cơ bản, ví dụ như là muốn chụp hình quay phim đẹp thì Samsung chắc chắn, con này chắc chắn sẽ hơn nha. Rồi, ok. Mình sẽ tắt đa nhiệm luôn nha. Hiện tại là hai máy đều trống hết. Và với tựa game đầu tiên thì đó sẽ là Hill Climb Racing nha. 1, 2, 3. Rồi, phần thắng đầu tiên đã nghiêng về Samsung. Với màn khởi động lúc nãy thì mình sẽ tính cho con này là 1 điểm, con này là 0 điểm nha. Hiện tại hai con đang hòa với nhau với tỷ số là 1 đều nha. Tiếp theo là Zombie Tsunami. 1, 2, 3. Oppo đã có lợi thế lốt nhanh hơn một chút xíu rồi. Tỷ số hiện đang là 2-1. Temple Run. 1, 2, 3. Rồi,
Oppo lại tiếp tục nhanh hơn nha các bạn. Tỷ số hiện tại đang là 3-1 nha, nghiêng về Oppo. Tiếp theo đến tựa game là Cut Through Free. 1, 2, 3. Một lát nữa thì mình cũng sẽ test đa nhiệm nha, xem đối với 8GB RAM trên cả hai thiết bị thì thiết bị nào nó sẽ có cái đa nhiệm tốt hơn. Như vậy thì ở chuyến này thì Samsung cũng đã gỡ gạt lại được rồi. Tỷ số hiện nay đang là 2-3 và phần thắng vẫn đang tạm nghiêng về Oppo là 78. Tiếp theo là tựa game là Jetpack Joyride. 3, 2, 1. Oppo có vẻ khởi động chậm hơn nhưng không biết có vào tựa game nhanh hơn hay không. Như vậy tỷ số là 3 đều. Tựa game thứ 4, Traffic Rider. 3, 2, 1, vô. Wow, Oppo A78 rất là lẹ nha, lốt vào game cực kỳ nhanh luôn. Và tỷ số là 4-3 nghiêng về Oppo. Tựa game thứ 7. 3, 2, 1. Yo. Có vẻ như là chuyến này thì Samsung sẽ chiến thắng rồi. Rồi, như vậy tỷ số đã rõ nha, 4 đều. Tựa game thứ 8. Tựa game quyết định này. 3, 2, 1, vô. Và như vậy thì Samsung đã giành chiến thắng ở trong những tựa game nặng hơn. Phần thắng đã là 5-4 nghiêng về Samsung nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng kiểm tra xem đa nhiệm của nó hoạt động có thực sự tốt hay không. Mình sẽ mở lại tựa game đầu tiên. Rồi, vẫn chưa load lại. Mình sẽ mở lại tựa game tiếp theo. Ok, Oppo đã phải load lại nha. Samsung thì vẫn chưa phải load lại. Tựa game Temple Run. Oppo cũng đã phải load lại rồi. Có vẻ như với 8GB RAM nhưng Oppo thực sự kiểm soát chưa tốt. Tựa game Cut The Roof Free. Tựa game này thì cả hai máy đều không phải load lại nha. Jetpack Joyride. Cả hai máy đều không phải load lại. Traffic Rider. Rất tốt. Land and Zombie. Rất tốt. Như vậy là với những cái tựa game mà xa xa các bạn, mở xa thì là Oppo thì đều phải load lại hết nha. Như vậy thì phần thắng trong phiên speed test này đã nghiêng về Samsung rồi các bạn. Như mình nói nha, thì cái việc speed test này nó chỉ mang mục đích là vui vẻ, các bạn so sánh đơn giản là về cái hiệu năng, cái tốc độ xử lý thôi. Còn việc trải nghiệm thực tế thì ứng với mỗi một cái dòng máy nó sẽ có một cái ưu điểm khác nhau. Samsung thì sẽ có màn hình đẹp hơn, các bạn có thể giải trí tốt hơn, đa nhiệm tốt hơn, cũng như là chúng ta sẽ có một cái phần cứng nó ổn định hơn khi mà nó có tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi, một cái thiết kế rất là đẹp và có camera quay rất tốt nha, tốt hơn Oppo. Còn Oppo thì nó lại có những cái đặc điểm riêng của nó, đó chính là việc mà nó sẽ có một cái ngoại hình, một cái thiết kế khá là ổn, cũng như là cái việc mà nhiệt lượng của máy nó tỏa ra thì không thực sự là nhiều. Nên là khi các bạn giải trí chơi game cơ bản thì con này vẫn là một lựa chọn hợp lý. Ngoài ra thì A78 nó lại còn có một cái ưu thế hơn Samsung rất là nhiều. Đó là trong tầm giá chỉ khoảng chừng hơn 6 triệu thôi là các bạn đã có một cái máy có một nhớ trong lên đến là 256GB rồi. Rất thoải mái để cho chúng ta có thể trải nghiệm tốt, lưu trữ được nhiều hơn, thoải mái hơn. Và các bạn đánh giá sao về cái bài speed test này và các bạn có thắc mắc gì về hai sản phẩm này thì để lại comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video. Nếu thấy video hay hữu ích đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.